Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Lâu lâu mình cũng phải làm mấy con điện thoại giá tốt để mà các bạn có thể sở hữu mà, đúng không? Mà thậm chí con này còn có mức giá cực kỳ tốt nếu như các bạn săn trên những sàn thương mại điện tử. Oppo A16K, đây là một cái điện thoại không mới, tại vì trước đây mình cũng đã từng có chia sẻ trong những cái buổi livestream rồi. Và con này thì gần đây Oppo mới nâng cấp về cấu hình lên phiên bản 4GB RAM, 64GB bộ trong, nhưng không hề tăng giá sản phẩm. Đấy, mà thậm chí con này còn đang có chương trình có thể nói là giảm giá, gọi là flash sale, giảm 600.000 đến mức giá cuối cùng chỉ là 3.690.000 mà thôi. Và các bạn có thể mua trong rất nhiều khung giờ khác nhau, và nói chung là có khá nhiều dịp để các bạn có thể mua được mức giá rất là tốt. Mình có thể kể sương sương nhá. Ngày hôm nay mình quay video là ngày 8 tháng 3, flash sale giảm 600k, chỉ còn có 3690k trên Shopee, Lazada, Tiki. Ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 giảm thêm 600k nữa. Thậm chí riêng hôm đó Shopee còn có cái chương trình gọi là Brand Mega Offer. Các bạn sẽ còn có thể có thêm cái voucher 50k, còn thêm 100 cái tai nghe MH320 cho 100 khách hàng đầu tiên nữa. Được thực sự. Rồi ngày 22 đến 24 tháng 3 này, flash sale 600k trên Shopee gọi là Super Brand Day. Rồi ngày 27 đến 29 tháng 3 thì flash sale 600k trên cả ba sàn. Đấy, nói chung là ấy, mua con này các bạn sẽ có rất nhiều khoảng thời gian để chúng ta có thể canh sale giá cho nó hấp dẫn. Thế thì 3.690.000 có gì hay? Unbox với mình để xem khác biệt là gì nhá. Ok. Rồi, thì mình đang có ở đây là hai phiên bản, một cái hộp máy màu trắng sành điệu, một cái hộp màu đen bí ẩn. Đấy. Nhưng mà thực ra con này mình đóng lại mà mở hộp ra cho nó tượng trưng thôi. Chứ hôm vừa rồi mình mới livestream mình đã bóc hết rồi. Hôm rồi có bạn nào xem mình livestream trên Shopee không? Comment cái nào. Đấy. Đấy. Trắng này. Đấy, đen này. Nhưng mà từ từ đã. Ở bên trong thì các bạn để thấy là lúc nào chúng ta cũng có đầy đủ phụ kiện. Cù sạc, sợi cáp. Đấy. Rồi bên trong này chúng ta cũng sẽ có ốp lưng, sách dẫn sử dụng các thứ. Ốp lưng này cũng là kiểu silicone quen thuộc thôi, không có thứ gì mà các bạn phải thắc mắc cả. Rồi, nói chung là gạt bỏ đi hết, chúng sẽ tập trung nhiều hơn vào cái máy nhá. Rồi, quay trở lại với hai em Oppo A16K của chúng ta. Thì lần này Oppo làm một con điện thoại có thể nói là giá rất là tốt, nhưng mà họ vẫn giữ lại một trong những cái đặc trưng. Đấy là đẹp các bạn ạ. Con này đẹp. Đây, các bạn nhìn này, một con máy giá dưới 4 triệu mà độ mỏng nó ấn tượng chưa. Đấy. Và con này chưa đến 8mm, tức là để nói cho đúng ra thậm chí nó còn mỏng hơn cả rất nhiều những con flagship bây giờ. Thế nên là cái cảm giác đầu tiên khi các bạn cầm trên tay cái điện thoại này, các bạn sẽ thấy nó rất là mỏng và cầm trên tay nó rất là sướng. Và chúng ta sẽ có hai phiên bản nhá. Phiên bản màu đen này thì nó là mặt lưng nhám, sờ trên tay rất là sướng, mịn. Trong khi đó phiên bản màu trắng này chúng ta sẽ là kiểu bóng bẩy, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó kiểu trong trắng hơn. Đấy. Tuy nhiên thì cái màu trắng này cho dù là nó là bóng, nhưng mà bởi vì nó là màu trắng mà nó cũng không hề bị lộ ra nhiều những dấu vân tay hay là mồ hôi vết bẩn gì cả. Nên là nhìn tổng thể nhìn nó vẫn rất là clean, nhìn nó vẫn rất là sạch sẽ. Đấy là cái điều đầu tiên mà mình phải nói, một điều mình khá là thích trên cái điện thoại này khi mà lần đầu tiên mà mình nhìn vào. Cái cụm camera của chúng ta thì cũng kiểu nó nhỏ nhỏ, nó không kiểu quá bị lồi ra, không kiểu bị quá thô. Chúng ta sẽ vẫn có mấy cái logo kiểu AI này, AI camera các thứ. Và lưu ý là con này sẽ chỉ có một ống kính camera duy nhất mà thôi. Nhưng mà thôi kệ, cái đấy thì nó là một cái nhỏ nhỏ thôi. Và trong những cái tầm giá gọi là giá rẻ của Oppo thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mà rõ ràng có thể thấy là cái điều đầu tiên là nó ghi điểm đối với rất nhiều người dùng, đó chính là cái thiết kế của nó. Thì phải nói một điều là con này đẹp thật. Nếu không nó là trong tầm giá khoảng dưới 4 củ, chắc con này thuộc dạng là thiết kế tốt nhất rồi. Nên rõ ràng đây là cái điều đầu tiên mà mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn thích. Ok, rồi em màu đen ở đây thì mình chỉ để mà làm mẫu thôi. Chứ còn cái em màu trắng này mới là cái em mà mình đã cài khá nhiều những cái phần mềm để mình test, cũng như là mình trải nghiệm thử con này trước khi mình làm video. Hôm trước mình đã livestream, mình cũng đã chia sẻ rất nhiều trong cái buổi livestream ngày hôm đó rồi. Thì hôm nay mình sẽ muốn tổng kết lại một vài những thứ sau này. Cái điều đầu tiên á, đấy là con này tuy có cấu hình không cao,
nó chỉ là Helio G35. Nhưng nhờ ColorOS, đấy, cụ thể đây là phiên bản 11.1 trên nền tảng Android 11, thế nên tất cả những cái phản hồi của nó đưa lại, cá nhân mình đánh giá vẫn thực sự rất là tốt. Cái quan trọng là nó không phải gọi là nhanh, kiểu nhanh chóng mặt như những con flagship không thể nào rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình bấm vào là nó phản hồi, bấm vào là nó vẫn phản hồi, và nó không hề bị cái kiểu dạng đấy là, dùng cái từ gì ra, nó bị treo treo, nó bị lát lát ở đấy một lúc. Đấy là cái hay của ColorOS. Và đương nhiên là với cái hiệu năng của Helio G35 thì những cái tác vụ cơ bản kiểu như các bạn lướt web này, các bạn lướt Facebook này, các bạn Zalo chat chít hay là các bạn lướt TikTok các thứ thì nó vẫn cực kỳ là đơn giản trên cái điện thoại này. Và còn có một yếu tố nữa mà rất nhiều, nói chung là ông bà bố mẹ ở quê hay quan tâm đến ấy, đấy là độ bền của những cái điện thoại như thế này. Thì Oppo có một cái rất là hay, đấy là họ tối ưu được cả phần cứng lẫn cái phần mềm, và nó sẽ giảm đi cái yếu tố gọi là hao hụt về mặt phần cứng. Tức là để nói cho dễ hiểu thì rất nhiều những con điện thoại giá rẻ như này hay gặp phải một cái vấn đề để dùng sau một khoảng thời gian cỡ 1 năm 2 năm thì nó bị lát, lát đến mức độ dùng không nổi luôn. Thế nhưng mà Oppo đã đảm bảo trên những chiếc điện thoại như này nó có thể dùng mượt mà trong tầm khoảng 3 năm. Và rõ ràng là 3 năm cho một con điện thoại chỉ có 3 triệu mấy như thế này thì đây là một thứ mà Oppo đảm bảo rất là ấn tượng luôn. Và chưa kể nữa trong quá trình sử dụng ạ, cái hiện tượng chai pin cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều, bởi vì Oppo đã có những cái tinh chỉnh để trong quá trình sạc này, trong quá trình sử dụng này thì pin nó không hề bị nóng lên, và cái quá trình gọi là sạc lên thì nó cũng sẽ giữ ở mức vừa phải vừa phải vừa phải. Con này thì nó không có sạc nhanh, nó chỉ là sạc 10W thôi, nên là những yếu tố đó nó cũng sẽ giúp cho con này về lâu về dài nó cũng sẽ bền bỉ hơn. Và rõ ràng là đối với những cái đối tượng khách hàng mà kiểu ông bà bố mẹ mình ở quê ấy, thì những cái điện thoại như này càng bền càng tốt. Thế ông bà bố mẹ cũng đâu có dùng gì nhiều đâu, chỉ cùng lắm thì nghe gọi video call cho con cháu, lướt Facebook, xem video TikTok, xem YouTube các thứ, thì những cái nhu cầu đó con này đáp ứng một cách rất là ok. Thì đấy chính là mục đích mà con này được sinh ra, và đấy chính là đối tượng khách hàng mà Oppo A16K hướng đến. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Ok không? Rồi, quay sang đến những cái yếu tố khác đi. Thì màn hình của chúng ta sẽ là giọt nước, độ phân giải sẽ là HD+, và những cái này thì chắc là các bạn cũng quen thuộc quá rồi. Quay sang đến cái camera thì đây cũng là một trong những cái điểm có thể nói là khá hay ho trên những cái điện thoại của Oppo, bởi vì cái phần mềm camera được tùy biến lại và chúng ta cũng có khá nhiều tính năng. Ví dụ các bạn có một cái phần gọi là màu chói này, và mình có chụp thử một vài tấm hình trên cái con này thì mình khá bất ngờ, bởi vì cái chi tiết và cái màu sắc đưa lại vẫn thực sự rất là tốt ở trong cái tầm giá này. Con này thì đương nhiên nó sẽ không có những cái tính năng nó cao cấp các thứ xịn sò hay là các bạn đòi chụp đêm cái thứ này nọ, không, không hề có cái mùa xuân này đâu. Nhưng mà tổng thể một vài tấm hình mà mình chụp nhanh, chụp hoa, chụp cây, cây lá các thứ thì nó vẫn mang lại một chi tiết rất là tốt, và khi mình zoom vào thì kể cả những cái màu khó nó cân bằng hơi khó một chút xíu ở trên những mẫu điện thoại giá rẻ như là màu trắng chẳng hạn, thì những cái chi tiết nó vẫn nổi lên trên đó một cách khá là ok. Nên rõ ràng cái yếu tố này vẫn là một thứ khá là thú vị trên con Oppo A16K. Và đương nhiên camera selfie của chúng ta với những cái điện thoại của Oppo thì cũng là cũng ảo, cũng phải gọi là thôi rồi. Mặt mình thì đang hơi bị chán đời một tí xíu, dạo này kiểu bị mệt đấy các bạn. Xong rồi mặt mũi cũng bị kiểu muộn muộn các thứ, nhìn lúc nào cũng hơi bị ỉu ỉu. Nhưng mà chụp lên con này cái nhìn vẫn cứ hồng hào, nhìn vẫn cứ đẹp, nhìn cũng phải gọi là trẻ ra cả chục tuổi luôn đấy. Nó lại uy tín ngay. Ok, đấy, nên là camera của Oppo lúc nào cũng rất là ổn. Pin thì có dung lượng 4230 mAh. Nhưng mà các bạn cũng hiểu là màn hình của chúng ta chỉ là HD+. Con G35 cũng không phải là con chip quá mạnh để chúng ta nó ăn quá nhiều pin trong quá trình các bạn sử dụng. Thế nên thời lượng sử dụng thực tế trên con này vẫn cực kỳ ngon với những nhu cầu trong ngày. Nói chung là on screen cỡ đâu đó tầm 7-8 tiếng là chuyện bình thường. Anh em nào mà dùng tiết kiệm, dùng những cái gì nhỏ nhỏ lặt vặt có khi tầm chục tiếng được luôn. 4230 mAh, nhưng mà các bạn đừng đùa nhá. Tại vì rõ ràng là con này cũng không có yếu tố gì để mà nó có thể tốn pin được cả. Nên rõ ràng pin cũng là một cái trải nghiệm rất ok. Có chăng cái mà mình hơi tiếc nhất, nếu không muốn nói là mình muốn chê nhiều nhất, đấy là 2022 dùng cổng micro USB. Nhưng mà nói cho đúng ra, ở quê không khéo giờ micro USB ấy, vẫn phổ biến, tìm mua sạc dễ. Chưa kể dùng tận dụng với những cái mẫu điện thoại cũ trước đây của ông bà bố mẹ mình ấy, được luôn. Nhưng mình vẫn chê, mình vẫn chê. Ok, tóm lại với Oppo A16K, các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái thiết kế phải nói là rất tốt, cảm giác cầm nắm cực kỳ ngon trong cái tầm giá dưới 4 triệu như thế này. Đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ có khá nhiều những cái điểm yếu khác, ví dụ như là giọt nước này, cằm dưới thì hơi dày này, màn hình thì mức gọi là chấp nhận được chứ không phải nói là xuất sắc cho lắm, hay là hiệu năng thì Helio G35 thì nghe nó không sướng tai, nó không được như những cái
cái mẫu điện thoại khác trong cái tầm giá này. Mà tầm giá này hình như toàn chip này vậy. Rồi, nhưng mà bù lại nó có ColorOS, nó mượt mà, nó ổn định, nó về lâu về dài ok, nó có pin tốt, nó có camera ảo diệu. Vậy thì các bạn nghĩ sao về con Oppo A16K này trong tầm giá 3,7 triệu, canh flash sale trên rất nhiều sàn thương mại điện tử tại Việt Nam, Lazada, Shopee, Tiki? Hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.